rồi mai đây đôi ta dắt nhau đi tới nơi nào có lúa rộp chân trời. Quê ta đó có con đò khúc sông này ngày nào còn đau thương. Đến bây giờ đón chung mình dòng tràn đầy yêu đương. Mừng không em, mừng không em khi ta nắm tay nhau, ánh trăng thanh xóa hết niềm u sầu. Anh trong đó có đôi cò lặn lội bờ ven sông. Sống no lành, sống no lành, cuộc đời đẹp như tranh. Chào con đò cô, cô lái giờ đây đã già hơn dạo đó, nhưng trong mắt cô tia nắng chiều rạng rỡ, và đôi môi héo khô đã gợi trong tiếng gió. Vọng hò khoan đã từ lâu vắng bạc ở sông đây. Lúa trổ thật tươi như ai trái thảm tầng chơn trời. Đã qua rồi tố loạn ly tan tóc giữa khoang đầy đò chở nặng niềm vui. Trên bờ sông này lâu rồi em mới thấy đôi cò ngà âu yếm bước bên nhau. Con đò này chờ đợi đã bao lâu, nay mới có dịp rước anh về xóm cũ. Bãi xa nắng nhuộm cát vàng, trên con đường mòn áo màu bay trong gió, chắc đình làng mở hồi đêm nay. Ngôi đình làng vừa dựng lại mấy hôm nay, mái ngói thật tươi trên nền xưa cháy nắng. Chắc mọi người đã quên đi chuyện u buồn ly loạn, nên tiếng hát nào đã vang động ở đầu thôn. Ngồi đây em gần nhau hơn, ta vui suốt đêm nay, bỏ khi xưa tiếng súng giặc đêm ngày. Anh xa vắng kiếp lưu đài đã xa rồi, hòa bình tràn quê hương. Những con đường, những ngôi trường chẳng còn màu phong xưa. Đẹp không anh, đẹp không anh khi chim liễu lo ca, chúng ta lên đất nước mình thái hòa. Quê tôn ngát má cơm đầy, gái trai làng hẹn hò cùng sống chơi. Có hai người xóm mai đầu chẳng cần gì lo âu. Có hai người xóm mai đầu chẳng cần gì lo âu. Ly loạn đã đi qua, anh không còn phải đi xa cho em mỏi mòn chờ đợi. Nhưng em vẫn lo chuyện mùa lúa năm nay, chuyện mùa
khoai năm tới, và chắc em còn lo hoài lo quỷ cho tới khi hai đứa được chung nhà. Thuận gió hòa lúa chín vàng ngoài ruộng, chuyện tuổi mình em chớ qua bận tâm. Không lo làm sao được hả anh, hai đứa tuổi mình hứa hôn đã hơn 10 năm lẻ. Có những năm dài triền miên khói lửa, anh biệt tích văn tâm em tưởng mất anh rồi. Giờ anh đã trở lại với em và sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Anh biết không, trong những ngày xa nhau vì khói lửa, em giang dây đêm ngày cho mình còn gặp lại nhau. Chắc tất lòng thành cảm động trời cao, nên hai đứa chúng ta mặt còn tán mặt. Mình bên nhau gầy dựng lại những gì đã mất, từ ngôi nhà từng con đường đất chiếc cầu tre. Rồi trái lại quằn cây, rồi lúa đầy trên đồng thâm, anh sẽ thưa với mẹ cha chuyện đính ước năm nào. Một đám cưới nghèo, tuổi mình thành chồng vợ, bên ngọn đèn mình nhắc chuyện ngày xưa. Ngày làm đám hỏi em mới tròn 17 tuổi, chừng cưới nhau về thì tôi đã 30. Nếu em là giai nhân, em yêu rừng yêu biển, thích đời trai phong sương. Nếu em là giai nhân, em quý lúa trên đồng, thương cả khỏi nồng trường. Phù sa sông nước bồi, điền về trên thác heo, cùng vì thay núi. Thương những con người dâng hiến cả cuộc đời đi vì sự nghiệp xây dựng quê. Chốc nữa đây hai đứa chia tay anh đi em ở, dằn dắt trời cao sâu buồn đưa lối anh vào sương gió, từng bước chân xa chia cắt đôi ta mỗi đứa một phương sâu. Lời nhớ lời thương trúc cạn phút giây này, mình hẹn nhau đây đêm thâu lá đổ, sương lạnh giăng đầy che kín ước mơ. Đang thương mến nhau mà xa xôi đôi ngả, làm sao không buồn không khổ được anh ơi. Mai một đây thăm thầm phương trời, xin anh hãy nhớ phương này em.
đầu câm nín, sao em lặng thinh không nói nghe một câu nào? Phải chăng xúc động dâng cao không ngăn ra được nỗi bồi hồi? Sao em ngoảnh đi hay em hờn em giận? Tôi hờn vui làm gì giây phút cuối bên nhau? Có lẽ em buồn vì lát nữa đây trên dặm đường khuya em về lặng lẽ. Hiu hắt trời cao trăng gầy soi bóng, lôi nhỏ em về tôi tuổi một mình thôi. Đời cách thư yêu chiến từ chốn xa, mơ những chiều nắng mong manh, một lời thư anh ngọt ngào thắm đi. Và em sẽ yên lòng chờ anh trở về mang tặng em cánh hoa. Tình nào đẹp hơn và tha thiết nhau hơn, giàu sang hào nhoáng chắc hẳn em chẳng màng. Nếu em là giai nhân, xin anh hãy lên đường để buồn thương em mang. Cứ yên lòng ra đi khi đất nước đang cần những bàn tay ấm. Sương pha khói tòa, dù đèo heo hung sâu, dù nhiều đêm nhớ nhau, em vẫn trong tình như dòng đời mình bên cạnh người tình thêm đẹp quá. Rồi mãi đây những phút giây một mình em thương nhớ, xin biết cho rằng nơi miền xa giữa mưa rừng gió núi lòng anh vẫn gửi về xuôi về người yêu nhỏ mong chờ. Nếu chờ đợi đã bao ngày lâu mà anh đi vẫn về, xin em đừng nghĩ là anh giống nghi phụ không nhớ nhung vì lời ước hẹn ngày xưa. Đêm từng đêm ngoài tận chốn đĩa đầu, anh ngã mình trên cỏ nhìn trời cao thăm thẳm, nhìn ánh trăng nghe gầy nhìn sao khuya lấp mi lanh thường nhớ làm sao ý lần đưa tiếng đêm nào. Mình làm cô phụ khép kinh khuê phụ
phòng chờ đợi nhớ mong. Ngồi đang áo lạnh cho chồng, gửi cả tấm lòng theo mũi chỉ đường kim. Thiên Kiều, anh Chu Sa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ? Tôi hết rồi. Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được cái gì. Một điều quan trọng nhưng vẫn ngậm căm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với em một
một người nỗi đau nghĩa sâu ai bị yêu. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yếu, khi một lần đối diện với tình yêu. Chu sa anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng chợt buông bỏ yên cương rời đau kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn như nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc bay quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bào động tươi bời. Thiên kiều ơi chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói Anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải, anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đông cho ta. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi, thiên thu anh cầm nín nghe lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? Ai cắt vô xa, anh điên rồi phải không? Anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là Khắc Thiên Kiều. Anh Chu Sa, thật vậy sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều,
17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống về gần cuối bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn. Vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người, mà yêu thương trót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Bạn ơi đừng nên gót dài đi lại giữa đêm khuya, hãy vào đây ngồi cùng tôi, ấy kẻ cô đơn đang lạc lõng bơ vơ nửa đêm ngoài phố. Giữa cơn tĩnh lặng mọi người đang say ngủ, chỉ còn đôi ta tâm sự để quên buồn. Bạn thấy chẳng nơi góc khuya vắng vẻ với những lon bia lăn lóc bên đường. Cả hai chúng ta đều cô đơn trong đêm khuya vắng. Hai nỗi cô đơn gần nhau càng chồng chất cô đơn. Hai niềm đau khác nhau tuy cùng nỗi cô đơn, mang nỗi buồn riêng không ngủ được. Giữa đêm trường nhưng hồn cả hai cùng xe lạnh cánh sương, mình tâm sự với nhau để cùng nhau chia sẻ. Bạn ơi chuyện lòng của một người không thể kể để ai nghe, nếu thật đúng là tri kỷ tri âm mới có thể tỏ bài, mới vơi nhẹ đau thương. Cùng chung nỗi cô đơn mới gặp nhau đã thân nhau rồi, có thể coi như đồng cảm, có thể hết đêm này rồi mai mình chia biệt. Tiếc tài hoài công đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên tề đời người không gặp nữa, về nỗi giấc mơ kia. Bạn ơi tôi sẽ kể bạn nghe rằng tôi có yêu một người con gái, với tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng bởi tôi nghèo nên cha mẹ nàng ép chiên gì không nỡ phụ lời tề ước, nàng đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn không. Nàng có gửi lại cho tôi một nhúm tóc thề, với lời từ biệt kiếp này mình không vẹn thì thôi, nàng xin đền tạ ở kiếp sau. Nàng đi rồi bỏ lại tôi ôm trọn nỗi đau, đêm đêm tôi ngủ cứ thầm ru giấc mơ không trọn vẹn. Có những khuya bàng hoàng với nỗi đau thức giấc, tôi thường đến nơi này tìm dấu cũ của người xưa.
nửa đêm lạnh quá tim, giữa đường phố qua đèn có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn tơn. Đi tay hoài không thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thưa để người không gặp nữa, về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lên vào, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai bị thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mùa nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Bạn nhìn xem trong đám lon bia lăn lóc ngổn ngang, vẫn còn một lon bia đầy đang mở nắp. Tôi ngồi đây mời gọi bạn tôi về đổi ấm, vì ngày này năm trước hai đứa chia tay, có hẹn cùng nhau đúng hôm nay tương hội ở nơi này. Vậy mà từ xa về đây được tin nó đã vĩnh biệt tôi rồi. Nó đi tức tưởi vì hận mình tay trắng, nên cô bạn tình đã lên thuyền tách bên sang ngang. Tôi buồn cho nó và cũng giận nó hèn, một sinh mạng con trai lại đeo mang tình lười, nỡ rứt bỏ tương lai yêu mềm ý chí, bỏ hết bao yêu thương đi trốn nợ cuộc đời. Đúng vì lũy tình mà tôi cũng muốn giả bề dương gian, nói chính xong theo nàng bán ghế tâm tình giường, tay lời như nhũ khuyên tôi thân trai sống trong cuộc đời nợ ân nhiều đâu riêng tình yêu. Tôi về muốn màng nhớ lời giao kết, đến nơi hẹn hò cùng đôi ấm tri linh, thấy anh xót xa ngắm ngồi trời khuya ngồi lắng như sầu tư, nên mong muốn nghe thiên lòng cùng tâm tình phố kia nửa đêm. Bạn ơi phố vắng nửa đêm được cùng bạn mặn nồng tâm sự, tôi chợt hiểu ra trong đời vẫn còn tâm ý đẹp, bạn vì giữ hẹn ước mà đêm nay cùng đôi ấm với một linh hồn. Tình bạn đẹp tình yêu tôi sao quá hẹp, muốn tròn vẹn yêu thương sao lại tìm cái chết, phải biết sống làm người mới đẹp nghĩa tình yêu. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng, mòn mỏi trong con đến
lòng nhớ thương ai. Gió đưa mang mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Liên ơi, có lẽ mùa tự trường năm nay anh sẽ không còn lên tỉnh học. Nhà thiếu gạo đông, mẹ chạy lo từng bữa. Mưa nắng triền miên, chồng chất túi mẹ thêm già. Tóc bà cong lưng, mẹ đã gian khổ quá nhiều rồi. Nhưng anh bỏ học sẽ khiến mẹ buồn nhiều hơn nữa. Vì ước vọng của mẹ là muốn nhìn thấy anh được thành danh. Anh không muốn thành danh trên nỗi nhọc nhằn của mẹ, kèm dẫn theo bao nước mắt với mồ hôi. Lại còn đứa em hôn xóm lo tạo tầng, nặng gánh vai mang quên tuổi thời con gái. Ngày cha mất đi, mẹ thắp nén nhang trước bàn thờ cha khẩn nguyện. Mẹ sẽ lo cho anh học hành đến nơi đến chốn, để khỏi phụ lòng cha không tủi hổ với người đời. Tương lai của anh sẽ là niềm vui của mẹ quay đi, niềm ước mơ của mẹ mà từ bấy lâu rồi mẹ đặt tin tưởng vào anh. Nhà mình nghèo, anh biết phải làm sao đây? Ngày mai anh đi mà không có tiền làm lỗ phí, anh dâu chớ không muốn nói ra điều này với mẹ, chỉ làm mẹ thêm buồn thêm khổ mà thôi. Đây là món tiền nhỏ nè mà anh đang cần, em xin gửi tặng. Để cho anh yên lòng mà vững dạ, ngày mai lên đường ra tỉnh học. Nhưng làm sao em có số tiền này? Em đã bán chiếc áo dài của em vì em không còn thích mặc. Nhưng trời ơi, em chỉ có một chiếc áo dài. Dù xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai?
có nghe trong mắt lệ thảm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con quay. Anh hai ơi, chiếc áo màu khói nhang giờ đây đã lỗi thời nên em không còn thích mặc. Em đã bán nó đi mà không hối tiếc, vì em chỉ thích chiếc áo màu thiên thanh làm sáng đẹp tuổi xuân thơ. Vậy anh hãy yên tâm mà lo ăn học thành tài. Mai mốt này khi anh đỗ đạt, anh hãy nhớ sắm cho em chiếc áo màu thiên thanh. Nhà mình nghèo, anh sợ mẹ nặng lo, thì đây, đây là chút nghĩa tình của đứa em gái nhỏ. Nếu anh hãy thương em, xin anh đừng nên từ chối, chỉ làm khổ lòng nhau trong giây phút biệt ly đây. Ôi lòng sao tranh mối ngổn ngang, thương anh thương mẹ thương mình phận gái đã đoàn. Thương gia cảnh nghèo suốt đời khổ sở lầm than. Liên, Liên ơi em ở đâu? Anh đã mang về đây cho em chiếc áo màu thiên thanh còn thơm mùi vải mới. Nhưng trời ơi giờ đây đâu còn ai mắt nữa, em đã ngủ say rồi trong giấc mộng bình yên. Liên ơi làm sao anh quên, cũng nhờ món tiền nhỏ mà cuối năm ấy anh ra trường đỗ đạt. Những đau đớn tay anh lại được mình như sét đánh, xóm làng xưa bị giặc thiêu đốt tàn tành. Mẹ và em đã gục chết thảm thương bên cháy bếp hiên sao, nơi anh vẫn thường ngồi đọc sách. Liên ơi ao ước của em nay đã thành hiện thực, nhưng em đâu còn để mặc chiếc áo màu thiên thanh. Con của ta đâu? Bao nhiêu năm trời ta tìm kiếm đứa con thật lạc, con ta đâu? Cha đi tìm con dù chân trời góc biển, dù đèo cao thầm cha vẫn đi tìm, dù con ở nơi đâu. Cha đi tìm con dù nguy hiểm gian lao, dù mưa nắng dài dầu, miền là cha sống bên con. Anh ơi anh ơi, anh là anh hồng luôn tươi sáng, là chuyện thơ hay ý nhạc, dù anh thế nào đi nữa em vẫn tìm mong cứu người em yêu dấu ngàn thu. Cô bé kia, cô nghe ta gọi con ta, ta đi tìm con của ta. Cô lại nói chuyện cô đi tìm người anh nào của cô vậy? Có phải cô em có ý nhạo báng ta không? Không không không, tiền bối ơi, nghe tiền bối than cần kiếm đứa con thất lạc, tiểu nữ cũng muốn tìm người yêu nên muốn đặt điều kiện với tiền bối. Ta thấy dường như là ngươi cần ta hơn là ta cần ngươi.
Sao ngươi dám đặt điều kiện cho ta? Cần thì cứ nói, được không được thì thôi, chứ gì mà không dám. Tiền bối chịu thì nói đi, không chịu thì thôi. Được rồi, ta chịu. Vậy điều kiện gì mi nói đi. Tiểu nữ tính như vậy, tiểu nữ cần tiền bối giúp tiểu nữ cứu mạng người yêu của tiểu nữ. Xong rồi, tiểu nữ hứa sẽ giúp tiền bối tìm đứa con thất lạc, chịu không? Chịu. Nhưng mà người yêu của mi là ai? Là võ đang ngũ hiệp Trương Hoài Phong. Ngũ hiệp bị gì mà cần ta phải cứu? Hiện nay Trương ca đang bị quần hùng áp đảo, bắt anh phải đền mạng hạ sát cả nhà Long Môn Tiêu Cục. Như vậy chắc là Trương chân nhân sẽ lấy công đạo mà buộc nó phải chết rồi. Vâng, tiểu nữ cũng nghĩ vậy. Vì thế mà tiểu nữ muốn nhờ tiền bối lấy quy danh và tuổi tác của mình mà cứu mạng Trương ca. Việc của mi, ta nghĩ là có thể tìm đến Võ Đăng Sơn cứu nó. Tiền bối, còn con ta thất lạc bao nhiêu năm qua, ngay đến ta còn chưa rõ mặt mày, làm sao mi giúp được ta? Thì tiền bối cứ kể cho tôi nghe, vô tích gì để tìm người. Cái gì tiền bối tìm mà nhân diện, cứ nói ra tôi cũng y như vậy. Ý, mà tiền bối à, sao để tôi bao nhiêu năm, tới hôm nay mới kiếm con mình? Ta lặn lội bốn phương trời tìm con nhiều năm nhiều tháng, nhưng tông tích vẫn lặng lờ, ta buồn hồn ta như điên đảo. Tiền bối đã khổ tâm tìm con bao nhiêu năm sương gió, tiểu nữ muốn biết vì sao tiền bối phải thức làm cha con. Đã bao năm qua, ân oán giang hồ gây thảm cảnh cho ta, ta bị người hạ độc khiến ta bị cuồng tâm, rồi mới truy sát vợ con ta, từ đó thất lạc cho tới bây giờ. Rồi thế tớ tiền bối chưa sống làm sao biết được, tiền bối quá cơn cuồng loạn, còn nhớ gì chăng để tìm người? 2 năm đầu ta loạn trí, nào có biết gì đâu. Đến khi vừa tỉnh cơn điên, vừa lúc vợ ta cũng qua đời, nàng bảo gửi con cho người nhũ mẫu, còn có trao cây trăm bích ngọc để mai sau có thể nhận nhìn. Tiền bối ơi, nhìn xem kỹ tính vật này, là cây trăm bích ngọc, tiền bối nhìn coi có đúng hay không? Đúng rồi, đây là cây trăm bích ngọc ta đã cài tặng vợ ta trong ngày hôn lễ. Cho đến khi trao con cho người nhũ mẫu, vợ ta mong rằng sau này ta nhìn ra để nhận con mình. Cô nương ơi, nhìn trăm cũ còn đây, ta nghe như đang sống dậy tâm tình.
tiền bối hay nhìn kỹ kẻo rồi lầm lẫn. Chẳng lẽ trên đời không có trắng bích ngọc giống nhau sao? Không, không thể nào ta lầm lẫn được đâu. Trăm có thể có nhiều, nhưng bích ngọc này chỉ có một. Vì nó là ngọc gia bảo của gia tộc truyền lưu, đã mấy đời qua có khắc rõ ràng chữ lý. Đúng, tiền bối nói như vậy thì đúng là có khắc chữ lý sao mặt ngọc. Như vậy có thể đây là ngọc gia bảo của tiền bối. Tên Lý Quang Thiên, một đại hiệp hành khất là đời, được truyền chấn đồng quy danh. Không tường hát bạch chương giang hồ, khi thì hào hùng nghĩa hiệp có một không hai, khi thì hành động như kẻ tà gian. Ta không câu nệ phê phán của người đời, ta muốn làm là ta ra tay. Nhưng mà tiền bối ơi, chiếc trăm ngọc chỉ là vật ngoại thân, biết đâu người ta đánh rơi cho trăm thất lạc. Rồi có kẻ hữu duyên lượm được giữ luôn diệu ngọc cho đến bây giờ. Dám hỏi tiền bối, con của người là trai hay gái lúc ra đời? Nó là con trai, ta vẫn còn nhớ rõ. Nhưng cớ sao tiền bối lại truyền lưu dấu bằng trăm chứ? Đừng hỏi lôi thôi, trăm dấu là vật ngoại thân, nhưng dấu tích trên thân không sao thay đổi được. Đúng, tiền bối cũng cần nuôi ra du tích trên người. Con trai tiền bối mới nhận diện mang ra. Con trai ta, nó có một bớt son ở trên dây trái. Đúng, đúng là ngũ hiệp Trương Hoài Phong rồi. Tại sao cô nương biết rõ vậy? Vì tiểu nữ cùng ngũ hiệp Trương Hoài Phong nên vợ nên chồng. Hả? Thật vậy sao? Con ơi con ơi, con là ánh hào quang soi sáng, là niềm tin tươi ý đời, là mơ ước đời cha đó. Cha phải tìm con té lòng cha đây mới bình yên. Tiền bối ơi, Trương ca khi về gió đang chịu tội trước mặt thầy, cho áp lực của quần hùng. E rằng Trương chân nhân vì công đạo mà Trương ca có toàn thân. Không được, con ta có tội gì mà Trương chân nhân đòi giết nó? Trương ca bị người nhìn mặt là kẻ sát nhân, đã hạ sát toàn gia đình lỏng môn tiêu cục. Vậy ý ngươi muốn ta cứu nó, ta phải làm gì? Tiểu nữ chỉ cầu mong tiền bối hay dùng quý danh của tiền bối để trấn áp quần hồn nếu con đến muộn. Con đã có cách cứu Trương ca thoát chết, nhưng con chỉ sợ là vì công vì con đến chậm chân. Nếu chỉ như vậy, dù con ta có tội gì đi nữa, ta cũng nhất định sẽ giữ lời hứa. Thôi, ta phải đi ngay chỗ kịp cứu nó. Chào. Tạm biệt. Kính chào chư vị võ lâm quần hùng đồng đạo giang hồ. Hôm nay có người nhìn mặt chỉ tên mụ đệ tử bổ môn Trương Hoài Phong, đã giết chết cả nhà Long Môn tiêu cục. Dù đệ tử bổ môn một mực kêu oan nhưng chứng cứ rõ ràng, bần đạo xin dành công đạo cho quý vị tùy nghi định đoạt. Giết người lên mạng, giết quan. Hành khất đại hiệp Lý Quang Thiên. Đúng, ta Lý Quang Thiên đây. Trương Hoài Phong là con ta, nó là nấm ruột của ta, không ai được quyền giết nó. Ai động đến Trương Hoài Phong thì hãy bước qua xác chết của ta.
cho dù Trương Hoài không có là con ruột của Hành Đại Hiệp Lý Quang Thiên, cho dù Đại Hiệp Đại Ba Sức Trung Thiên công đạo tăng nhiều cái gì với Trương Hoài không. Không, ta cấm không ai được quyền động đến con ta. Đứa con thất lạc mấy mươi năm dài, ta đi tìm nó khắp đất trời. Trước mắt quần hùng ta chính thức nhìn con, chưa được ôm trọn vòng tay cho kịp tháng tâm tình. Sao bây giờ các ngươi nở loạn đành mà xuống tay hạ sát con ta sao? Phải giết, phải liều chết mà giết. Giết quân, bây giờ các ngươi hãy nhìn kỹ ta xem, có đúng chính là hình dạng của kẻ đã ra tay hạ sát cả nhà Long Môn Tiêu Cục? Đúng rồi, chính anh. Ta giết họ bởi có lời giao kết, trước họ phải đưa Tam Hiệp Hoàng Liên Châu về Võ Đăng Sơn cho chú đau an toàn. Đường Tổng Tiêu Đầu không giữ đúng lời giao hẹn rõ ràng. Chính bữa đó ta giả hình Trương Hoài Phóng vào Tiêu Cục, và họ đã lỗi lầm, ta phải giết chết chứ sao? Đúng, trên đời này đã hứa lời lại nuốt lời thì bọn chúng thật đáng là phải chết. Chúng ta đây mới là kẻ ra tay thảm sát mọi người, sao kết tội Hoài Phong một cách hồ đồ? Đúng là một bọn hồ đồ. Bây giờ ai động đến Hoài Phong ta sẽ giết hết. Cha, con tha cho Hoài Phong, còn Hàng Diễn Thúy phải giết. Giết, giết. Các người hãy đi đi, trước khi vào đây ta đã uống thất trùng đớn thứ thuốc độc của Ngũ Độc Băng, không có thuốc gì chữa khỏi. Các người hãy đi đi. Hàng Diễn Thúy, Phong ca, sao các người còn đứng đó không chịu đi đi? Con dâu ta sắp chết và con trai ta đã không. Các người có đi hay không? Đi không? Hay đợi ta xuất thủ? Các người thấy vui sao khi phải chứng kiến cảnh biệt ly tình? Hoài Phóng con ơi, vì con mà Hàng Diễm hy sinh. Cha mừng gặp con mà niềm vui không trọn vẹn. Con trai ta đang ôm người tình nhìn ta nghẹn nghẹn. Hãy khóc đi con, khóc cho một cuộc tình. Anh làng em chung dòng sâu dặn dặn câu hò, trời nắng trời mưa con đò đưa thương rước đôi bờ. Chiều chiều làng chiều làng anh qua cao thôn ngã đa tình, duyên trầu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu vầng trăng soi mái tranh hiền, đầm thắm tình quê con được ghé ngồi chờ dần trăng ánh nắng cô bảy cô ba. Lần lần tình nghe ngân ngác
vàng rung cần tre. Còn nhớ một đêm trăng đứng bên này sông, ngóng về bên kia sông, thấy em đang đứng trên cầu vừa gối đầu ống trắng xóa tóc. Hương tóc vô đưa như vậy tay mời gọi anh vội nhảy xuống lội sông để thăm em cho đỡ nhớ thương thầm. Vì đêm xuống đò không còn đưa nữa nhớ em lòng cũng không dầm. Lúc đó ánh mắt em sững sờ như muốn hỏi nhưng còn ngại lời em không thể thốt thành câu. Anh cũng sững sùng nhìn em cười bén lén, miệng mỉm cười thấy lời chào mắt. Nhìn em chữa thẹn bảo rằng sao trăng cứ ở bên này sông, nên phải qua đây vớt trăng về bên ấy. Lúc đó em cũng biết lời của anh vô lý, nhưng mà em cũng dám nói gì đâu. Là vì không đó ai thương ai tìm trăng vớt anh trăng luôn lưng. Từ bên kia sẽ sang bên này, ước thương anh em nhìn lòng thầm nghe thương. Thấy anh cười nụ cười quê quê, ngại ngùng nên em có trao lời gì cho anh. Nào cần chi đâu, anh chỉ qua nhìn em chút xíu để đêm nay anh về là yên tâm ngủ mơ ngon lành. Thấy anh lúng túng em không biết nói sao cho phải, anh chẳng nói gì em cũng không nói được, nên hai đứa quay mặt nhìn trăng đang nghe thẹn lấy mây che mặt đang bấm dưới sông đầy. Rồi những giây phút lặng thinh sao nghe thời khắc cứ như dài, chợt nhớ câu thò tay mà ngắt ngọn ngò, thương nhau đứt ruột mà cứ giả đò ngõ lưng. Thu hết can đảm em hỏi rằng anh đã ăn cơm chưa, anh chỉ nói có một tiếng à. Rồi lại cùng nhau im lặng, anh cứ xà quay em như chết đứng. Chợt anh nói thôi về, rồi nhảy xuống lội qua sông. Trời dần khuya anh đưa em về làng em, đò đưa qua sao bóng trăng cười dưới nước, xoay bóng chung đôi ngày ngùng. Em nắm tay anh thèm thuồng, cùng cười đùa trêu gái trai làng khúc khích sao ngỡ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông tăng nước giao tình. Buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ về, một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng.
bữa hai đứa giận nhau, lòng tự ái biểu em đừng có thèm nhìn mặt của anh nữa. Nhưng con tim em cứ nhớ đau nhớ đớn, và những lúc xuống bờ sông gội đầu hay giặt áo, em cứ ngóng sang bờ bên kia chờ được thấy ai cho vơi nỗi thương. Chờ vậy mà dường như thấy em anh cùng một cô gái khác thân thiết vui cười. Thì anh cũng giận em nên anh mới làm như chọc tức, chưa thật lòng anh nói cười mà ứa lệ đó em ơi. Anh nhớ em nghe tim đau nhói đến nghẹn lời. Em cứ gặp anh là vội quay lưng ngoảnh mặt, bề ngoài á em làm ra vẻ muốn anh đi cho khuất mắt, bên trong tâm sự mong anh ngỏ lời xin lỗi để em quê. Anh cũng như em thương nhớ như vô cùng, nhưng thấy em lạnh lùng làm anh cũng ê rằng. Muốn thua để xin em về để rồi mình tiếp vui tình yêu. Anh quay về em buồn nghe trào nước mắt, trách anh vô tình lòng anh thiếu thủy chung. Cắn răng nén đau em kèm lòng mình khỏi kêu gào lên, tương tư nhớ anh dài khờ nhiều lần rồi muốn ta quay thôi. Làng anh làng em chung dòng sông trắng nước giao tình, buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai. Một nửa vầng trăng bên em soi bóng bờ vương, một nửa vầng trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng. Cùng vầng trăng không chịu nổi nữa anh mới giả vẻ xuống dòng sông chết đuối. Em cũng giả khóc thương lấy cớ để mình quên. Anh đừng tưởng em nghĩ rằng anh chết đuối được sao. Em vẫn nhớ có lần anh lội sông tìm trăng vớt. Vì tình yêu nhớ thương hai đứa mình đều già, nhưng điều thật là muốn trăng tròn chung một dòng sông.